Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào hai ba củ sáu và vẫn như thường ngày và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay thì mình sẽ chơi ở cái bộ môn là ba ca đát anh em nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cách bắt cầu chuẩn xác nhất trên con TDCC ở cái trò ba ca đát này nhé. Rồi và bây giờ thì anh em cùng mình và trở vào với bàn chơi bên trong. Đây thì mình vẫn cứ chia sẻ qua mà mình cũng chỉ cho anh em cái cách nào mà làm sao cho nó hiệu quả nhất. Anh em nhìn đây, đây là bàn 0 và đây là bàn gì? Bàn 1 và đây là bàn 2 và đây là bàn 3. Đấy nhá anh em nhìn nhá. Đây anh em nhìn qua tổng thể của các bàn vẫn như thường ngày, vẫn như thường lệ khi trước khi vừa vào vào gì? Vào cái những cái bàn những cái video của mình ấy, thì mình luôn chia sẻ là anh em phải là chọn những cái bàn nào nó ok nhất để anh em ấn vào nhá. Đây thì ván này thì mình sẽ chọn vào bàn số 2. Rồi ok nhá. Anh em xem cho nó chạy qua một tay đầu đi, xem nó tiếng này nó sẽ là tay gì. Thì đây anh em nhìn thấy cái lịch sử ở đây. Lịch sử đây là 2 2 3 3. Đấy, nếu với cái đường cầu này thì tiếng này thì mình sẽ đánh vào tiếng con đánh 2 mét thôi. Rồi anh em xem nhá. Dừng đặt Xem có đúng không nhá. Rồi ok, chuẩn xác rồi. Đấy anh em thấy còn chưa? 8 Húp điểm luôn thái nhá. không điểm. Đấy, làm luôn quả tay hai củ luôn đúng không anh em? Nhà con Đấy, đó. rồi tiếp theo này. Đấy, tiếp theo anh em nhá. Thì bây giờ hiện tại giờ đang chạy theo cái Bắt cầu đầu gì? đặt cược. Anh em lại phải nhìn một cái cầu này. Anh em chỉ yếu anh em nhìn cái cầu này là chín cho anh em nhá. Đây con đây. Thì tiếng này tiếng trước của nó là hai, tiếng này nó sẽ lùi một, tiếng này thì mình sẽ đánh vào con. Bởi vì lên cái con 8 này thì tiếng sau nó sẽ phải lên được 6 hoặc 9 anh em nhá. Rồi, anh em Dừng đặt xem có đúng cược. không? 10 gì 4 cái gì đây, Còn 4 điểm, nó lại chạy cái về 9 chín ở điểm bên bên và bên cái bên 2. bên cái rồi lại chạy theo cầu 1-1 rồi anh em ạ. Không sao anh em, nó là cái này thì Bắt nó là đầu bình đặt thường cược, đặt bởi vì cược. cái ba ca đát này nó hay là vấn đề trừu tượng anh em. Đấy anh em nhìn lại nhìn về phía đằng trước, lại nhìn về phía đằng trước, phía trước là cầu 2 đấy, nhảy 2 thì tiếng sau thì mình lại đánh theo cầu đánh đúng cả cầu 2 đấy, đánh tiếng này to luôn cho anh em thấy này, khẳng định là Dừng đặt cấp luôn cược. ở chỗ này này anh em xem nhá. Ơi, Còn ok một chưa? điểm một Húp điểm. ngay, ăn đúng hơn Cái một 2 điểm, anh điểm. em thấy chưa? Nhà Húp nhớ cái chưa? Đấy, cứ lặp lại, lặp đi lặp lại, cầu kèo nó giống như nhau, nó bắt không khác gì đầu đặt cả, nhưng cược. mà cái tiếng này nó sẽ đặc biệt hơn một chút đây. Cái cầu trước của nó là cái cầu 2. Đấy, xong rồi sau nó sẽ chuyển về cầu 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 cầu, cầu con 2. Thôi mình bỏ qua đây này đi thì mình sẽ giải thích cho anh em. Nhá, con 2 thì cầu sau Dừng là đặt cược. cái 3 thì tiếng này nó sẽ là con. Còn Vẫn là 8 điểm, cái cái 9 điểm. Nhà vẫn cái là thắng. cái vậy là cầu này nó đã đi theo chiều hướng 3-3 rồi anh em ạ. Đi chiều hướng 3-3 đấy, anh em nhớ Bắt nhá, đầu đặt là gì? cược, đặt cược. 9 9 này, 2 9 thì tiếng này thì mình khẳng định với anh em thì mình đánh vui vẻ vào cái tiếng con này là sẽ húp anh em nhá, bắt đúng vào cầu tam giác của cái cầu Dừng đặt cược. ba ca đát này luôn, xem có đúng nhá. 7 điểm rồi. Huề anh Bảy em ạ, điểm, huề huề cái huề bảy điểm, huề bảy điểm. huề Hòa, hòa. rồi xem nào, hòa lên 3-3, hòa lên cái lại Bắt phang vào đầu cái đặt nhá, cược, đặt cược. phang vào cái 2 mét luôn. Cứ nhìn những cái lịch sử ở đây, anh em nhìn lịch sử ở đây sẽ chuẩn xác hơn nhá. Đấy rồi ok anh em xem nào, Dừng đặt cái hiện cược. tại đang là 25% này, Con 7 điểm, 7 điểm. Nó lại cái chuyển 5 về, điểm, 5 điểm. nó lại chuyển về con luôn được. Nhà con thắng. Chuyển về con. Để mình xem qua hiện tại Bắt đang đầu là đặt con. cược, đặt cược. Cầu con này trước của nó là cầu hiện tại lên 4, 4 xuống 1. 4 thì thường thường phải về 2 4 1. Ok. Tiếng này thì mình sẽ bắt vào tiếng cái nhá, tiếng này đánh to cho anh em luôn. Đánh 7M. Bắt chuẩn xác tiếng Dừng cái đặt luôn. cược, đặt cược. Anh em xem nhá. Con 1 điểm, Ok. 1 điểm. Húp chưa? Đấy anh Con em thấy 8 chưa? điểm. Đấy mới gọi là đẳng Nhà cấp. cái Tại thắng. sao mà mình lại bắt được cái tiếng cái nó ok như vậy? Đây anh em nhìn đây, ngước về đường cầu đằng trước. Bắt 1 đầu đặt cược. 2 3 4, em nhìn chưa? Đấy, tính là 4, xuống 1 về 2. Đây thì đây cũng là 3 với một tiếng tài, với một tiếng là gì? Với một tiếng hòa thì là 4, 4 vào về đây và xuống cầu đây. Đấy, cầu này nó sẽ là cầu 3 Dừng đặt 3 cược, đặt 4 cược. 1 2. Anh em xem có đúng nhá. Chuẩn xác Còn chưa anh 7 em? điểm, 7 điểm. Đấy, đúng không? Cái Chỉ 9 cần anh em điểm. để ý một chút Nhà thôi cái là anh em thắng. có thể win trên cái bộ môn gì?
Baccarat này rồi, rất là dễ, cực kỳ dễ luôn nhá, không khó nhá. Anh em nào gặp khó Bắt khăn về đầu cái được bộ môn cười. Baccarat này, muốn học hỏi, muốn chia sẻ kinh nghiệm thì anh em cứ liên hệ hoặc cứ comment thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Link của con TDTC Thiên đường chơi thì mình để sẵn cho anh em ở dưới phần miêu tả rồi. Thực sự đam mê thì anh em hãy ấn vào và trải Game nghiệm đặt tất cả các cược. trò chơi trên con này nhá. Rồi, xem nào, tiếng này nó là gì nào? 7 rồi. 8. Về Con con. 8 điểm, cái 7 điểm. Về con 8, về con Nhà 8 con thì thắng. tiếng này thì đánh vào tiếng cái. Lại đánh vào tiếng cái. Bắt đầu đặt Đánh vào cược. tiếng cái lại bắt cầu lại xuống này, xuống đi theo đi xuống là 4 1 2 1. Nhưng mà tiếng cái tiếng này thì mình sẽ đánh nhỏ thôi, đánh 1 m thôi anh em nhá, không đánh to. Bởi vì là khi mà cảm thấy không ok thì mình sẽ Dừng đánh đặt nhỏ. cược. Rồi, xem nào. Sai. Anh Còn em thấy 8 chưa? điểm, Đẳng cấp chưa? 29 điểm. Đấy. Nhà cái. Ăn đến từng mm đột đúng không anh em? Đấy, nói có mách sẽ có chứng, nói được làm được đúng không anh em? Đấy, mình đã chỉ cho anh em rồi. Cứ bắt những quả Bắt cầu, những đầu quả đặt vị cược. ở trên trên cái lịch sử đầu tiên. Đây lịch sử, đây là lịch sử cầu dọc đây. Nó là chuẩn xác nhất, còn đây là lịch sử cầu ngang anh em nhá. Đôi khi là anh em mà xem những lịch sử cầu ngang thì có nhiều anh em cũng không hiểu về cái lịch sử này lắm, nên là anh em cũng không thể nào mà Dừng đặt gọi cược. là nhìn cầu mà anh em có thể Còn đánh được 9 đúng không? điểm. Nhưng là tốt hết là Còn anh 0 em cứ điểm. nhìn những quả cầu, cầu gì, cầu dọc này. Đôi khi là Nhà anh em con nào mà thắng. thường hay chơi cái bộ môn tài xỉu ấy thì anh em có thể nhớ cầu. Cái này cũng giống như cái bộ môn Bắt tài xỉu đầu thôi, đặt cầu cược. kèo là cũng giống như nhau. Anh em chỉ cần áp dụng, chỉ cần vận dụng là anh em có thể là chiến thắng trên con TDTC Thiên đường trò chơi này rồi, ở cái bộ môn Baccarat này nhá. Bộ môn Baccarat này không phải là khó, cực kỳ dễ. Chẳng qua là anh em chơi mà anh em Dừng không đặt có cược. biết biết cách để vận dụng thôi. Còn đâu nếu mà anh em biết cách vận dụng thì đảm bảo anh Còn em thì anh 4 em điểm, chơi ở đâu anh em cũng vậy cái cũng 4 thắng. điểm. Ok nhá, thì mình đã Nhà chia cái sẻ cho anh 2. em cái cách làm sao để chiến thắng ở trên con Baccarat này. Ok. Thì vậy bây giờ thì mình sẽ Bắt đầu. trở về. Đấy. Phía ban đầu. Đây thì hiện tại đã lên được 34 củ 9 rồi, cũng có lãi cũng có lời rồi, thì mình cũng xin phép tất cả các anh em là mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo.